Sao mắt viền vai đấy? Em Phương nó khám mắt biển vai nữa. Chào nó phải thế nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin tệ đó là nó ai à bùn tan pi qua nó chịu tầm hai hàng sữa mừng mì đọc quá chủ hạ cứ
ai bên té và ngân sao mà ai hàng sẽ non bên té tờ ngân hà đồ khói mà hàng sớm tô cốt kiểu đồ chú á cuốn chân ta đầy đồ ai ơi xin té đà na đi ngã buồn tan đi ngơi nọ ôi ôi chú hạc đà đồ đông mà họ chờ bì ơi và bốc bì bất bày tệ đó đủ bèn của mì nọ xưa mà ơi nhìn mà ơi chú trái nữa chờ điều bì nữa nọ ôi ôi lãng phở đây lỡ trời non đủ đà mà ước mơ chẳng nồng hạt cây bùn tan phi ơi ôi ôi chỉ ba cái mù kênh mà bố mi ăn đòn xin đi nồng hạt cây còn đang tiểu xe xe mù về bố hình xin hết chủ ai đi vì đang đẩy đông hắn mắc khải hành đi ôi ôi vì năng đầy hãng bênh và hãng quân sửa là xin đồ nông hắc là đồ được thường bó làng thầy đồ ai ơi ôi con mạc à con mạc ơi đôi sòn hó ná chứ cân nặng nó quan điệu nòng sáng nó thì nòng đà ai ơi bùn phân phía ơi nó hàn ba pi ngắm nặng đồ ruộng tông những phương chờ bàn ai đó nỉ chu hạc đà đồ ruộng ma họ chờ